và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức trong ngày hôm nay. 5 lần 7 lượt đưa vợ đi tân trang nhan sắc, chồng cô dâu 62 tuổi gây sốc với diện mạo mới. Hình ảnh về anh Triệu Hoa Cương mới đây khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Sau đám cưới cùng vợ hơn 35 tuổi gây xôn xao dư luận, thời gian của anh Triệu Hoa Cương đến từ Cao Bằng liên tục trở thành tâm điểm khi khoe ảnh đi nâng mũi nhướng mí, hay gần đây nhất là đăng ảnh đi làm lại lông mày. Trước đây chú rể 27 tuổi đã đi làm đẹp ở nơi khác nhưng không ưng ý, bởi vậy lần này anh cùng vợ quyết định xuống Hà Nội chỉnh sửa lại bản thân. Ngay khi xuất hiện hình ảnh mới của chồng thì xôn xao nhận về không ít lời khen, hết vợ đi làm đẹp rồi đến chồng, ngưỡng mộ gia đình nhà này quá, nhìn khác thật trông như trai hàng ấy là những bình luận để lại. Tuy nhiên một phẩy kiến lại cho rằng thích vẻ chân chất hiền lành của anh Triệu Hoa Cương trước kia. Cách đây một năm, hình ảnh chồng của chị Thu Sao khoe lẫm làm mũi, nhướng mí cũng từng nhận về không ít bình luận trái chiều. Cuộc tiểu phẫu diễn ra trong khoảng 40 phút, tôi không có cảm giác đau đớn mà chỉ thấy chưa quen khi được cấy rụng cố định trong mũi. Chi phí cho ca phẫu thuật này là 15 triệu, tuy nhiên tôi được miễn phí toàn bộ tiền vì được người khác tài trợ, anh Hoa Cương chia sẻ về quá trình làm mũi. Trước thắc mắc, có sợ chồng trẻ phản bội khi bản thân liên tục đưa anh Hoa Cương đi làm đẹp, chị Thu Sao khẳng định tình cảm của mình rất bền vững, không có gì có thể dịch chuyển được. Làm đẹp cho chồng để hàng ngày được ngắm, tội gì không làm, nếu không còn tình cảm dù ngoại hình xấu hay đẹp, họ cũng sẽ phản bội mình thôi. Tôi làm đẹp không phải sợ chồng bỏ mà vì bản thân rất yêu thích cái đẹp. Hơn nữa khi đi cùng chồng tôi không muốn người khác bàn tán, tôi 62 còn chồng 27, tôi muốn xứng ngoại hình với chồng mình. Còn về ông xã, tôi tin tưởng tuyệt vào tình cảm anh dành cho mình. Việc anh ấy muốn bản thân đẹp hơn trong mắt vợ là chuyện hết sức bình thường. Xấu chỗ nào sửa chỗ đó, đâu có sao, thời buổi công nghệ phát triển mà, chị Thu Sao bày tỏ.